các bạn, mình tên là Lê Ngọc Nguyên. Năm nay mình 10 tuổi, mình học lớp 5. Hiện tại mình đang học ở trường tiểu học Điện Biên 1. Gia đình mình có 4 người là bố, mẹ, em và mình. Buổi sáng bố mẹ phải đi làm việc, còn hai anh em mình cùng nhau đến trường. Em trai mình rất ngoan, đi học lúc nào cũng được cô giáo khen. Mình rất yêu gia đình mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.